Nghệ An giải mã nguyên nhân được hàng loạt các anh lớn đổ bộ đầu tư. Ecobuck với dự án khu đô thị 1 tỷ đô. Theo sau là Vingroup với dự án khu giải trí Cửa Hội 5.000 tỷ đồng. Khu đô thị Vĩnh Tân Hanico 7.925 tỷ đồng. Khu đô thị Vinh Riverside 1.500 tỷ đồng. TNT Group Lotte với hàng loạt các dự án đang thực hiện và nghiên cứu. Chuyên gia nhận định là Nghệ An có hàng loạt nét tương đồng như là Nha Trang, Đà Nẵng cách đây 10 năm. Sau khi thị trường bất động sản của các vùng đất này lên đỉnh rồi lại dần bão hòa, vân vân, thì từ nửa cuối năm 2019 đến nay, Nghệ An là một miền đất hứa được nhắm đến vì giá rẻ, tiềm năng du lịch, hạ tầng ngày càng thì hoàn thiện. Nghệ An không thua kém bất cứ tỉnh thành nào về du lịch khi mà có đến 2.600 di tích lịch sử danh thắng, sở hữu đến 3 bãi biển đẹp là Cửa Lò, Bái Lữ và Biển Quỳnh, vân vân. Nếu như trước đây bị hạn chế bởi sự kết nối giao thông thì hiện nay cao tốc Ninh Bình Bãi Vọt đã rút ngắn thời gian từ Hà Nội vào Nghệ An chỉ còn 3 tiếng đồng hồ. Đại lộ Vinh Cửa Lò rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinh tới Cửa Lò chỉ còn 10 phút. Ở cầu Cửa Hội kết nối giao thông hai bờ sông Lam, tổng vốn đầu tư là 950 tỷ đồng đã thông xe từ năm 2021. Nhận thấy sự thay đổi này thì làn sóng đầu tư đã đổ xô mạnh về đây. Đi đầu là những cái tên như là Vingroup, TNT Group, Ecopark, Lotte vân vân với vốn đầu tư lên tới hàng tỷ đô. Năm 2020 thì hàng loạt các dự án khác đã và đang lên kế hoạch triển khai. Khu đô thị TNR Diễn Châu của tập đoàn TNR Holding. Một số dự án có vốn đầu tư khủng phải kể đến như là dự án May Resort Bái Lữ của tập đoàn Tân Á Đại Thành với tổng vốn đầu tư là 4.000 tỷ đồng trên 200 hectare. Khu đô thị Vĩnh Tân Hanico 69 với vốn đầu tư là 7.925 tỷ đồng.